Hello mọi người, hôm nay ở nhà long weekend, yeah. Anh Khoa đi làm rồi nhưng mà hôm nay anh Khoa về sớm, chắc là 3 giờ là anh Khoa về. Bây giờ mấy giờ ta? 9 giờ. Bây giờ dậy làm đồ ăn sáng xong rồi. Xong rồi chắc là edit video hay là dọn dẹp nhà cửa gì đó. Sáng sớm có bạn kiếm. Hello mọi người, trời ơi coi cái mặt. Ngủ nhiều quá hay sao? Bị rang tofu, đậu hũ. Thường thì Bi hay bỏ vô lò Bi hâm cho nó nóng á. Tại vì Bi thích ăn nóng, nhưng mà mấy bữa nay anh Khoa ăn á, thì anh Khoa lại không có hâm, anh Khoa tặng lạnh thôi. Bây giờ Bi cũng quen luôn. Tại vì giờ trời cũng nóng á, nên là hâm rồi ăn nóng. Nóng trong người mình nó nóng. Sáng dậy sớm 7 giờ mấy, 8 giờ mấy gì đó. Xong rồi cứ nghĩ là ồ sẽ dậy, xong rồi làm cà phê hay là làm trà xanh, rồi làm đồ ăn sáng, đồ ngon lành nha. Ai dè đâu, nằm ôm phone tới trưa. Nên là cái phone hại quá. Hôm qua thì Bi đã edit xong cái video để cho ngày hôm nay up lên rồi. Nên là cũng rảnh rỗi. Chắc là tìm video để mà edit tiếp để cho tuần sau, để mà mình có thể mình thư giãn một chút xíu. Đúng thiệt sự là nếu như mà mình tìm được một cái người nào mà cùng giống như là ăn uống cùng sở thích với mình, giống như là uống trà sữa này nọ, thì rất là đỡ biết mấy luôn. Tại vì mình không cần phải tự đi mua nè, tự động có người nhắc luôn, kiểu như à hôm nay đi ăn uống bô bàm. Nên mỗi lần cuối tuần thì Bi đều qua nhà IP. Khi mà chuẩn bị về nhà, lên xe, chuẩn bị dê xe ra đi về nhà, thì câu đầu tiên của anh Khoa nói lúc nào cũng là: ủa em có request gì không? Có nghĩa là em có yêu cầu gì không? Nói chung là anh Khoa cũng dễ, kiểu như là Bi muốn đi là anh Khoa chở Bi đi, Bi muốn đi đâu là anh Khoa chở Bi đi đó. Nên là mỗi lần mà uống bô bà ok rồi, nhiều khi chạy xe gần đó nó cũng gọi hỏi em có muốn uống bô bà không, để anh cũng gần đó nè, anh ghé anh mua. thường chị Bi thì hay mua một ly thôi rồi kiểu hai đứa nhỏ, với lại nhiều khi mẹ Bi uống chung có một ly, hay là anh Tấn, hay là giống như là bốn người mà uống có một ly thôi. Nhưng mà Bi với anh Khoa lúc nào cũng phải là mỗi người một ly, phải mỗi người một ly. Lâu lâu Bi cũng muốn là uống chung cho nó tình cảm, đúng không? Nhưng mà anh Khoa nói một câu rất là phủ, rất là phủ nha mọi người. Bên Khoa nói sao không? Trời, mua một ly là hả, em uống hết bô bà của anh luôn á. Anh không có bô bà để anh uống. Bi cũng không biết là Bi làm cách gì mà Bi có thể làm như vậy được luôn á. Tại vì mỗi lúc nào mà Bi uống bô bà thì cái bô bà lúc nào nó cũng hết trước cái nước á. Nhiều khi cái ly nước còn hơn nửa ly nước, nhưng mà bô bà nó hết sạch đó. Nên là anh Khoa không bao giờ mà chịu uống chung với Bi. Nó trời ơi, uống chung với em uống hết bô bà. Mà cũng hay là chồng mình cũng thích uống bô bà giống như mình, nên là mỗi lần kêu đi là ok, hăng hái đi.
Vì thấy có mấy bạn nhắn tin ở bên Instagram của Vi, Facebook page. Nếu như mà bạn nào chưa biết thì Instagram của Vi cũng giống như tên channel là Bisweetie, và bên Facebook cũng y như vậy luôn. Và Vi cũng có một cái Facebook cá nhân để cập nhật thông tin rồi về gia đình này nọ, thì là Quỳnh Bi. Cũng có một số bạn qua đó để mà theo dõi Bi thường xuyên, hỏi về cái ngành mà Bi làm hiện tại là ngành gì á, thì đó là nó tên là Pharmacy Technician. Và cái công việc của Bi cực kỳ dễ kiếm việc làm luôn. Các bạn có thể làm ở trong bệnh viện cần rất là nhiều pharmacy technician. Có thể họ chỉ cần 10 người dược sĩ, pharmacist, nhưng mà họ cần 20-30 pharmacy technician. Họ cần rất là nhiều pharmacy technician, nên là các bạn, nếu như mà các bạn muốn học cái này thì rất là dễ kiếm việc làm luôn nha các bạn. Các bạn có thể làm trong bệnh viện hoặc là ở ngoài nhà thuốc Tây. Mấy nhà thuốc Tây đều có pharmacy technician. Nhiều khi mấy cái nhà thuốc ở ngoài thì họ chỉ cần một dược sĩ, nhưng mà họ cần 10 người pharmacy technician á. Nên là rất là dễ kiếm việc làm. Các bạn đi đâu các bạn làm cũng được hết. Nên là cái này giống như là một cái nghề để mà mình có thể mình làm được nhiều chỗ hơn. Mình đi đâu mình cũng làm được. Lương mới đầu vô thì nó cũng căn bản thôi, nhưng mà từ từ nó theo cái kinh nghiệm của các bạn, với lại cái chỗ mà nó tốt thì nó sẽ trả rất là cao. Đó thì Bi chỉ nói như vậy thôi. Và cái lương hiện giờ của Bi, nếu mà so với ở ngoài những cái tiệm thuốc với lại cả Kaiser luôn, thì cái lương của Bi cao hơn những cái người làm ở Kaiser, những cái người làm ở những cái tiệm thuốc Tây bình thường. Tại vì tính đến thời điểm hiện tại là Bi cũng có chừng 10 năm kinh nghiệm làm rồi, nên là mình đi lâu thì cái lương của mình cũng cao hết. Hôm bữa Bi mua cái giỏ xong rồi giờ đi đâu ai cũng chọc nói là cái giỏ để giống như chừng nào mà đi đẻ cho mượn. Buồn cười dễ sợ. Giỏ người ta đeo nhưng mà nói đi đẻ cho mượn đeo. Giỏ bự đựng đồ nhiều kinh khủng. Đúng là cái tên của nó là không bao giờ đầy. Đem qua bên nhà mẹ em, anh Tấn chị Bi chọc quê nói em bữa nào đi đẻ cho mượn. Bi thì thích sách giỏ bự á, để mình muốn đựng gì đựng. Ba cái camera lúc nào cũng đem theo bên người, pin rồi mấy cái thẻ nhớ này kia, nói chung là thứ, rồi tripod. Ok, có sức rồi, bây giờ edit video. Nhưng mà thôi, suy nghĩ lại chắc là làm nail trước, làm nail cho nó đẹp đẽ, mình sẽ có động lực để mà mình làm những cái tiếp theo. Nay sơn màu này, màu là nâu nâu. Chờ chút nhé. Đây là cái màu của nó nè mọi người. My love language is your time and attention. Won't you give some of it to me? I've been lonely lately. I've been feeling neglected, and I want you to show me. Can we get back on the same page tonight? Can we stay? And why don't you talk to me? Talk to me. Let's start a conversation. When you spend your time with me, you speak. Love language, talk to me, talk to me. We don't need a translation when you spend your time with me. Em cái khác sao? Thôi khỏi, không phải 50. Gần rồi đó, 46 rồi đó. 46 rồi, còn có 4 người nữa. Trời.
rồi nha. Bữa có ăn mà. Bữa mấy bữa mà. Nay tới 5 giờ rưỡi. Nay tới sớm. Tới sớm mới được ăn. Tao thấy tám chùm. Ok. Lem thì nó có khoai môn. Có lem rồi. Thịt lem là thịt cô. Thịt chu. Rồi cái này là đậu phu. Tô phu. Cái này là giả cá. Trứng. Chứ trong chỗ làm nó thì hỏi em muốn nấu một bà vậy đó. Đi con nhỏ kia. Em nói giờ mày tới đây đi. Rồi qua đây mày ăn. Xong rồi mày qua kia mày uống. Ồ, là nói chứ nó ở Tô Lạc Tinh hả? Có người gì? Urobe nha bà con. Urobe. Cái này là cái tiệm thứ hai. Ok. Của em là gì? Raising Phoenix. Là phượng hoàng tung cánh. À. Nói gì? Là Phật đồng. À. Phật gì tượng đồng. Medal. Ăn lẩu xong là qua đây uống bố bà. Bố bà. Đi sớm thì đỡ không? Đỡ phải chờ. Đỡ phải chờ. Hit like. Waking up feeling like it's gonna rain. It's sunny out but it just comes in waves. When you ask me if I'm okay, I don't have a lot to say. Can't tell you something I do not know. Thought the other side was always green. There isn't any color in my dreams. When you ask me if I... Trước khi đi nhậu trả bài. Trước khi đi nhậu mới bắt làm cúc. Cúc roti. Cái này nên làm cái gì? Nè, thịt bò. Bò salad. Bò salad. Bậy bạ mà vậy đó. Bậy bạ. Bậy bạ mà thấy ghê không? Trời ơi, bày bạ nè. Trời ơi, bày bạ nè. Bày bạ ghi. Có chở chưa? Mà thích thì mẹ biết thấy. Chị bạn em không biết. Nhiều vậy? Con kìa. Hả? Con ăn chung vậy nó mới ngon. Cái sắp bạn. Rồi bạn nam có nói tiếng Anh. Bạn nam có nói tiếng Việt cho con không?
Không mà bạn Nam biết nói tiếng Việt không? Bạn nói nhiều với bạn luôn. Điều này mình bạn để bạn đi bạn tiếng Anh. Nam đi ăn, ăn điểm tâm. Đi ăn với là chị Bi với lại nhỏ em bên Texas nó qua đây nó chơi. Nằm ngủ không mà cái mặt dơ dễ sợ. Nãy Bi có rửa mặt rồi mà mầm chùi toner cái là quá trời gì. Giống như bụi, bụi trên mặt. Mà mỗi ngày mình mỗi lao, huống chi là mấy cái đồ đạc mình để đó bất động á, biết bao nhiêu bụi nó bám vô á. Sau khi mà đi ăn xong là đi về là phải tổng vệ sinh, tại vì dạo này anh Khoa hay bị khó thở trong người á, rồi đổ mồ hôi ban đêm ngủ mà đổ như là tắm, đổ ướt cả gối luôn. Cũng bị một thời gian dài rồi, cũng đi khám bác sĩ nhưng mà cũng không có tìm ra được là lý do tại sao ấy. Bác sĩ cũng kiểu như bỏ tay. Nên là cháu thứ hai này anh Khoa đi vô bệnh viện để khám lại, nó cho đi chụp x-ray rồi chụp CT rồi làm CT scan rồi thử hôm bữa thử lao này kia thì bị hồi đó anh Khoa thử thì không bị nhưng mà lần này thử thì lại bị. Đó nên là anh Khoa phải uống thuốc 9 tháng, ngày nào cũng phải uống 2 viên. Nó cho hình như là vitamin B6 uống kèm với lại cái thuốc lao trong vòng 9 tháng mỗi ngày uống một lần.
Bữa nào Bi sẽ làm thử Greek yogurt. Tại vì bữa Bi ăn cái có bạn nói là cái này tự làm ở nhà cho nó đỡ tốn kém này nọ. Cái Bi cũng quên đi. Cái của Bi cũng giống như là à, tại sao mình không có nghĩ ra làm mình tự làm. Tại vì Bi nghĩ là nó khó. Yogurt không á thì Bi cũng thấy là mẹ Bi cũng có làm, nhưng mà còn cái này để bữa nào mình thử, thấy người ta làm từ sữa thôi để thử làm sao. Chắc là làm bằng nồi cơm điện hay là nấu trên nồi á. Mình cũng ăn ít á, nên là mình làm ít mình ăn thôi, khỏi mua. Nhiều khi mua nhiều đó rồi ăn không hết rồi, tại vì nó có hạn sử dụng á, cũng tốn thiệt. Tại sao mình không nghĩ ra ta? Thường thường mỗi lần mà Bi ăn cái gì Bi cũng thích là muốn là để coi mình tự làm nhà có dễ hay không, có đơn giản hay không. Bây giờ Bi đi thay đồ thôi. Who do I call if it ain't you? Tell me who to call if it ain't you. I've been pacing circles in my bedroom. I've been chasing secrets in your heirloom. Let me do what I do best, slow down. Let me talk to you, don't tell me about your worries. I ain't staying till the afternoon. I liked you in proximity, but now that's so far from the truth. I loved you from a distance, now I can't even stay close to you. But who do I call if it ain't you? Tell me who to call if it ain't you. I've been pacing circles in my bedroom. I've been chasing secrets in your heirloom. Who do I call if it ain't you? Nguyên đoàn bên này. Giống như có người vậy, gì nổi tiếng rồi, mấy người này đứng đi phụ. Hả? Này nữa nè, đây ba mặt đẹp không cả, con nó đẹp ba mới mua đó. Siết chặt vô chút. Ừ. Gì đầu ghê, nó dịnh lắm. Rồi lần đầu dì Hân đi ngựa đó nha con. Dì Hân rung. Cái đầu tiên đi. Hai cái nữa. Hai biết. Hai đi không?
con có liền bức hóa như quá bức hóa. Cho anh đi nước tương nhé. Đi hơn nha, đi hơn. Green tea. Trời, nhìn hấp dẫn quá ha. Thank you. But anything, can I get like two of this? Yeah, thank you. No problem. Cô Tây là lắc tây hả? Đưa chén đi cho nó muốn đụng. Mấy đứa nhỏ chắc không ăn được đâu, cay á. Năm chén. Vâng. Đưa mẹ đây. Mà chút về nhà nha. Cứ vô cái vỏ, cái vỏ em về để chị bơi. Ừ, chị gửi đi. Ví dụ như nó đưa lộn mà nó không tính tiền, nó chỉ tính tiền 4 ly thì ok nha. Nên ăn thử bị đốt đi nha. Kỳ quá ha. Nóng lắm luôn á. Nóng hả? Thôi để giúp. Để nó biết là cái đó là có crab. Sao nó đẹp quá vậy? Cô rồi. Cười. Cười. Cơm luôn cho tao. Nè, thử. Chúng ta mới chút nha. Đã về nhà rồi đây. Chắc là bây giờ phải dọn dẹp tí xíu. Nonne. Nonne. Quá trời luôn. Dạ, chị có income rồi. Thank you.
Thực đơn hôm nay lẩu ốc. Được không? Hôm nay nhau đâu. Anh mà đem vô club mà anh nhìn nó chết dữ dội. Chết dữ dội luôn. Nó có nữa nè, nó tối nè. Đâu rồi nè. Nhưng mà vô là nó scan này, chắc cái đó nó cũng biết hả? À, nhưng mà anh nghĩ đâu sao, giống như là điện thoại nữa. No. Bây giờ mình sẽ làm xương sâm ăn chơi nha mọi người. Đây là xương sâm nè, trái vải nè, cái này là fungus, là tuyết, cái gì á, bông tuyết, không biết tiếng Việt nó gọi là gì, nhưng mà cái ở bên này thì nó gọi là fungus, white fungus. Này bị ngâm để cho nó mềm thôi. Đó, bây giờ thì bị trộn chung với lại thạch dừa. Đây là thạch dừa nha mọi người. Đó, tới tối ăn chơi. Hôm nay không có uống boba. Bây giờ biết cách mở này rồi nè. Không cần đâm. Chỉ lấy cái đầu khui. Bị cạy nó lên cho nó hở. Đó. Đây là thành phần này. Thạch dừa chung chung nên là mình lấy cái ly bự chút để dễ trộn. Bây giờ múc thịt dừa ra trước đi. Múc thịt dừa cũng được, nhưng mà để coi. Múc trái vải thì nó thơm. Giờ mình lấy xương sâm nè, bông tuyết vô, chia cho thêm nước dầu chuối, mới